Quên. Ngồi xuống đây Quỳnh ơi. Quỳnh ngồi xuống. Đây là được con thứ ba rồi mọi người. Con cá chạch này Quỳnh câu. Con này bự hơn con ngại luôn. Không, cũng bằng vậy hay gì nè. Cũng bằng lên thôi. Mai xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Cụ Mai nha. Hiện tại bây giờ là đang 12 giờ trưa nắng mọi người. Rất là nắng luôn nha. Anh Sang vừa mới đi làm về, cho nên là anh Sang trưa nay được rảnh. Thành ra là anh Sang có rủ Mai là đi xuống cái sông hôm bữa Mai với anh Sang với bé Hiền câu cá mọi người. Thì hôm nay anh Sang lại rủ Mai đi xuống đó câu cá. Thành ra thì một lát thì Mai với anh Sang với mấy đứa nhỏ sẽ đi xuống đó câu cá nha. Câu tầm đến 8-9 giờ tối gì đó bắt đầu về nấu cơm trưa, nấu cơm ở đó ăn đến tối thì mình về nha. Hôm nay thì không biết được nhiều cá hay không. Thì hôm nay đi quay thì có bao nhiêu thì Mai sẽ quay nấu cho mọi người coi nha. Có cá nhỏ, cá lớn gì quay hết nha. Bây giờ thì Mai với mọi người đi vô nhà chuẩn bị đồ rồi một lát thì mình sẽ đi xuống sông đó câu cá. Sau cái vườn nhà Mai á, thì Mai có trồng được 5 cái ổi. Ở đây thì có một trái rất là to luôn. Mọi người còn nhớ cái cây này không? Đợt rồi thì Mai có trồng một đám bắp ở đây á. Cái cây này nó cũng ra một cái trái rất là to luôn nha. Nó cũng nằm ở ngay cái vị trí này luôn mọi người. Đợt rồi thì Mai hái rồi. Xong rồi bây giờ nó lại ra thêm một trái nằm ngay vị trí này nữa. Đây, trái rất là to luôn nha. Mai tính là để cho nó chín luôn. Nhưng mà không có được nữa rồi, nó bị thúi dưới này nè. Thành ra là bây giờ là Mai phải hái cái trái này luôn. Giờ mình sẽ hái nha, hái cuốn đó. Wow, nó to quá nó rất. Đây, rất là to nha, vẫn còn một trái nữa. Ở đây nè, trái đó thì nó nằm ở khúc đồng này. Trái này thì nó còn nhỏ. Giờ thì Mai sẽ đem xẻ ra cho mọi người xem là cái trái ổi này bên trong nó đã chín đỏ như thế nào. Đây là trái ổi mà sau khi Mai vừa hái xong. Đây, giờ Mai sẽ bổ ra thử nha. Ở dưới này thì wow, nó chín luôn rồi nè mọi người ơi. Chín mà nó đỏ luôn rồi. Ở dưới này nó bị sâu á. Thành ra mình cắt cái chỗ này đi. Trời ơi, trái ổi này đỏ tươi luôn nha. Đây, rất chi là đỏ luôn. Mình sẽ bổ ra. Trái này thì nó to lắm. Trái này Mai nghĩ là tầm đâu đó 2 lạng á mọi người. Đây, nói chung là nó cũng chưa được chín mấy. Nó còn một nửa. Còn một nửa màu trắng. Mai có đem theo chén muối ra nữa. Đây, mời mọi người ăn thử cái ổi nha. Một tí thì đi câu cá rồi cho nên là hái trái này luôn. Nó ngọt lắm nha. Nó không có bị chát gì hết. Ý đến này thì nó vẫn chưa chín mấy mà. Cái này là muối hào hạo. Ăn hết cái miếng ổi xong rồi đi vô nhà chuẩn bị lấy điện thoại chân quay này kia một lát thì đi câu với anh Sang. Còn một nửa này thì Mai đem vô trong nhà cho anh Sang ăn thử. Hôm giờ là anh Sang kêu hái cái trái ổi này của Mai đâu, tại vì Mai thấy là nó chưa được chín mấy, thành ra muốn để cho chín luôn, nhưng mà nó bị hư cái dưới đất là mình phải hái, không hái là nay Mai bị hư luôn, thúi luôn cái ổi là không ăn được luôn. Bây giờ mình sẽ cầm vô nhà. Mai với anh Sang cũng đã chạy xuống tới con sông dưới này rồi mọi người. Anh Sang thì đang chuẩn bị bơm xuồng nè. Xuồng này hôm nay thì bơm hai máy luôn, một bên thì đạp chân, bên này thì bơm bằng điện nè. Bơm xuồng xong thì bắt đầu là mình sẽ đi xuống dưới thác dưới kia bắt đầu mình câu cá ha. Xuồng này bơm cũng nhanh rồi mọi người, bơm tầm đâu đó 15 phút thôi là xong cái xuồng à, 50 phút à. Con sông ở dưới này thì rất là rộng luôn nha. Ở đây thì người ta đang nuôi cá điêu hồng hay gì nè mọi người. Wow, ở dưới kia kìa. Ở dưới kia thì có một con thác rất là lớn luôn nha. Sang nói mà một hồi là sẽ đi qua một cái con thác kia. Nó lớn hơn cái con thác hôm bữa mà anh Sang ngồi câu với Mai. Hôm nay thì nước cũng lớn hơn hôm bữa rất là nhiều luôn. Sang cũng vừa mới bơm xong luôn mọi người. Bây giờ là chất độ lên nha. Ở đây là đem nồi son này kia đi lên trên cái đảo trên kia. Tối mình nấu ăn luôn. Từ đây tới cái đảo đó sao mà? Cây số. Cây số hả? Ở đây mình đem áo phao nữa. Mùa này thì nước lũ, nước mưa, nước sông nó lớn. Này nó cạn bớt á, còn nước lên cho nên
bữa lũ mà. Mà nhà hình như là nó lớn hơn đợt rồi đi đúng không? Để sang chất đồ xong bắt đầu mình sẽ đi nha. Rồi bây giờ là mình sẽ đi nha. Em bước qua đây. Văn văn cầm bỏ vô giùm chị. Em bước qua đây nè. Em bước qua đây nè. Bỏ dép vô luôn không? Ừ, mang dép lại đi. Lát về rửa xong. Rồi bước lên. Rồi ngồi đây. Rồi Tâm đi đường bên đây nè. Anh Tâm đi bên đây nè. Rồi Văn để ra chút đi. Ai cũng mặc áo phao vô hết đó. Con Văn với anh Sang không bận. Rồi anh Tâm ngồi. Rồi Văn ngồi đó luôn kìa. Ngồi xuống dưới luôn. Ngồi xuống dưới luôn. Chạy chạy xuống sắt. Ngồi xuống dưới luôn. Rồi ok chưa? Quên gì không? Ngồi trên sợ quá. Vững chắc không? Không, ở đây không có gì đâu. Xuống tới khúc kia là em phải ngồi dưới. Đi nha. Mồi câu lấy chưa? Có rồi ha. Nè anh bỏ vô rồi. Rồi tới nơi. Rồi bước xuống đi. Ướt hết người luôn rồi. Rồi chuyển đồ lên đi mấy đứa. Ướt hết quần. Nó tạt mà, nó tạt mà. Tới nơi rồi mọi người, đây là cái đạo. Giờ mình đi xuống nha. Khi nãy đi xuống thác thì tạt. Trời ơi, đồ này kia là ướt hết luôn á. Lần đầu tiên là Mai đi theo anh Sang xuống một con thác mà rất là mạnh luôn. Giờ là mình di chuyển sách đồ vô trong. Có đem theo bếp ga này kia nè. Chỗ này đợt rồi thì anh Sang có câu ở lại ngủ mọi người. Hình như đây chỗ này là anh Sang làm con chòi nè.
Bây giờ đang là hình như là 2 giờ chiều, vẫn còn rất là nắng nha. Hôm nay bối bối thì Mai gửi cho bà nội rước rồi, đi câu cá. Ủa dép anh đâu? Văng đi luôn hả? Rồi còn có đúng một chiếc dép à. Xách theo cái giỏ đi. Giỏ với nước. Làm chòi đây hả? Làm cho đỡ nắng tối tối mình về mà lỡ có mưa mình ấy. Tôi lấy dây. Tôi lấy dây. Mình tôi cho hết đồ dọn lên chỗ. Rồi bây giờ là anh Sam bắt đầu là nhăn bạc lên nè. Cái bạc này hơi to nha. Ôi mới ra tới đây mọi người thấy không? Trời nói chuyện lên trên nè, mây đen hết trơn luôn. Ủa không kéo ra ngoài này luôn hả? Kéo kéo ra đây luôn chứ. Ở trên đây có cây trái gì không? Ở trên cái đạo này có cây trái gì đây không? Không, có tre mà không có măng nữa, toàn rắn không à? Có tre mà không có măng hả? Tre 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 này là tre tre gai hả? Này hết một măng mà đi vô chi rắn không? Ôi mây đen luôn rồi kìa. À còn cái chắc cái đó mưa rồi. To mát rồi nè. Gió rất là mạnh luôn nha. Chứ nó cột chắc. Xa xa đầu kia là cái đập thủy điện đúng không? Cái đó nhà yếu, đập thủy điện không thấy không? Ở dưới cái con sông này nè có một cái đập thủy điện người ta xây dưới kia. Cái chỗ này 2-3 năm nữa trở thành đập thủy điện rồi. Ủa người ta xây lên tới đây luôn hả? À, người ta xây chỗ này thêm một cái đập thủy điện Tân Phú 1. À, giờ còn ra được chứ 1-2 năm nữa là đâu ra được nữa. Rồi, nãy giờ là anh Sang cũng móc mồi xong hết rồi mọi người. Rồi, quăng một cần trước để nấu dạ, cơm. Sẽ đi quăng. Quăng ở đâu? Anh quăng ở đây. Nước sâu lắm á. Nước, nước, ồ, nước á. Cái này có nước hả? Cái này là cái bụi cỏ, nước có ngập đầu luôn á. Mai tưởng là cái cây miếng đất. Rồi, đứng yên. Rồi, quăng. Cái này cần câu cá gì đây? Cá lăng thôi, mình câu cá lăng thôi, cho này câu cá sát không được. Ở đây nước chảy là câu cá lăng thôi đúng không? Câu cá sát cũng được nhưng mà nó dướng quá, dướng mình không câu được, nó mất lưỡi hết rồi. Ở dưới kia cho cái chuông đi fan ơi, chạy rất là xiết luôn nha. Cái thác đó. Dưới kia lớn hơn đúng không? Thác lên dưới này nè nó lớn hơn thác hồi nãy mình đi đúng không? Không, nó rộng hơn, nó chạy yếu hơn. Nó chạy yếu hả? Cho anh cái chuông đi, gắn cái chuông vô để khi mà con cá nó giật á là nó tiếng kêu nó bự hơn để mình nhận diện là được con cá, tại vì ở đây nước nó xiết á. À. Coi vậy chứ cá mà nó dính lưỡi bắt cũng khó, nó vướng cái cỏ này phải lội ra. Thôi một cân. Ở đây là hai đứa đang cột thêm 2 cần nữa. Đáng ra 2 cần đỏ là phải câu bên đó đó. 3 cần đen câu bên đó là hợp lý. Mình đứng đây câu thôi đúng không? Đâu có chạy xuồng đi đâu nữa. Không chạy nữa. 2 cần đỏ câu đó. Câu thôi, không có đi đâu nữa. Đây là cái đạo nè. Cái đạo này rộng không anh? Chắc 5-6 mẫu. 5-6 mẫu luôn hả? Rộng dữ lắm. Rộng dữ à? Dài lên kia. Đây mọi người xem mình văng móc cục mồi nè. Mồi này là dành cho con cá lăng nha. Cá lăng thì nó thích cái cục mồi to hơn. Rồi. Này là để cho anh. Ủa cục đá nhỏ dữ vậy? Nhỏ không được hả? Cục đá nhỏ nó nổi mặt nước, lấy cục đá khác á. Mọi người xem nước dưới kia rất là xiết luôn. Xuống nha. Thì dẫn xuống được, không có chỗ đây. Cột xuồng. Phải đứng trên cái xuồng chống mặt lắm. Giờ là chị để ý 2 cần là khi nào mà thấy nó giật mạnh á. Ủa cái cần kia nhúc nhích cả anh. Nước chảy. Cục đá này còn hơi nhỏ. Quăng chung một chỗ luôn hả? Nó không dính đâu. 2 cần luôn rồi mà. Anh không xuống cái này quăng. Bên đó 3 cần, bên đây 2 cần, 3 cần. Ở đầu kia là 3 cần, bây giờ là chuyển sang đây quăng cái cần này, cần thứ 4. Đây là 5 cần nè.
ở đây có một chỗ không biết ai đóng để làm gì đây đó, quăng thẳng thẳng ra như vậy. Cái chỗ này người ta để làm gì anh? Chỗ ngồi á, chỗ ngồi của anh Nhân á, chỗ ngồi để người ta câu cá. Ở chỗ này người ta cũng tới nữa ha, có anh Nhân ra. Anh Sang nãy giờ là cũng quăng hết mấy cái cần câu rồi, bây giờ là Quỳnh Dương Văn nấu cơm. Đem bao nhiêu chén gạo à? Nhiều đủ nấu à? Nấu bằng bếp ga mọi người, đem theo cái bếp ga để mình nấu bếp ga. Đi xuống dưới kia lấy cái nước kia vo gạo xong hết đi, xong rồi lấy cái nước kia mình chán qua lại, đổ nước lọc nấu á. Đây nè, đây có hai chai nè, rồi lấy nước đó vo gạo luôn đi. Quỳnh đổ vô, đổ ít thôi, đừng đổ nhiều nha, hồi không còn uống. À. Rồi, rồi. Không có khi lăn đá nhỏ kéo lên thử. Cho hai đứa tự nấu cơm. Văn đi theo anh Sang thì chiên nhà nấu ăn mọi người. Chín cá gì vậy? Con cá mè Vinh. Cá mè Vinh hả? Dính một con cá mọi người ơi. Đây. Con cá này là con cá gì? Cá mè Vinh đúng không? Mè Vinh. Trời ơi, con này đem đi sổ cây nướng luôn đi anh ơi. Sương lắm. Sương hả? Kệ nó, sổ cây nướng luôn. Thôi bỏ vô kia đi, chiều thì mình tắm cá sao mình có đồ ăn mà. Ê, có chân rớt. Này không được lạng nữa, gỡ đi, gỡ đi. Tượng con cá gì khi nào anh giật em tượng cá lăng. Ủa sao cái chỗ nước chảy cũng có con cá này nữa ta? Nhiều chứ. Con nó sợ nó không ăn thôi. Nhiều lắm. Tại vì chỗ này con cá đầu tiên. Không được luôn hả? Cái nãy đi thì có đem theo một bịch thịt gà nữa. Nấu cơm chưa Văn? Nấu hả? Hay là đốt lửa xỏ cây nướng con này luôn đi. Ờ xỏ cây nướng đi Quỳnh ơi. Kể đây được con nào nướng luôn đi. Văn ơi đốt lửa đi Văn ơi. Đốt lửa xỏ cây nướng con đó luôn. Chỗ này chỗ đốt lửa của anh Sang. Ở đây là con cá khi nãy câu dính này mọi người. Bây giờ mình sẽ nướng nha. Cái này thì mình nướng than vậy nè. Con cá này là con cá mày dinh, nó cũng nhỏ, nó không có to. Ôi đâu có than đâu Quỳnh. Đốt cho nó to to lên. Không có than mấy nè. Thôi đốt tí xíu đi cho nó có than đi. Tính nướng mà chưa có than. Cắm vào đây đi. Để đây một lát có than rồi mình mới nướng. Nãy giờ đốt thì cũng đã có than rồi mọi người. Bây giờ là Mai bắt đầu nướng con cá này. Vừa than vừa lửa luôn. Con cá này nướng chín một lát chấm muối ớt. Có muối ớt không Văn? Có muối không? Hình như nãy chỉ có đem bịch ớt á. Có bịch ớt rồi xả đâm đi. Tâm một lát ăn con cá này. Mai sẽ đảm nhiệm nướng con cá này. Nó có lửa thành ra mình nướng nó bị cháy mấy cái. Cái này là cái ngạnh của nó nè. Cháy mấy cái ngạnh của nó. Nướng minh hồng này cho nó than. Lửa nó tạt qua. Không, em đem bịch ớt gì cả. Ớt hiểm á. Đem đi để kho xạ. Kho gà, kho xạ. Một lát em sang kho. Lên đây là Mai chị quay video thôi mọi người. Còn nấu ăn này kia để cho Văn với anh Sang. Ôi, khác đen một bên luôn rồi nè. Để lát mình lột dậy mình ăn cái thịt thôi. Cái này mình nướng cả vảy mọi người, cả cái da của nó thành ra mình nó khét tí xíu cũng sao. Kệ nó. Nướng tiếp. Anh làm gì vậy? Cắt cái xạ lát kho kho gà hả? Làm muối ớt đi. Em có đem tỏi nữa kìa. Hay là mổ bụng con cá này ra đi. Không, đang nướng rồi đừng mổ nữa. Sao nó không chín bên trong sao? Đó mình ăn cái thịt ở trên lưng thôi. Đây nè, nó đen hết hai bên luôn rồi. Cứ nướng nha em đừng có lột, em đừng có lột. Cái này đen à.
bên này nó cũng đen thừa luôn. Sao cứ nướng đây, khi nào mà nó đen hết thì mình lột cái dãy ra mình ăn. Giờ đừng lột. Khều than cho nó sát sát vô. Còn nó sương lắm. Sương nhiều lắm hả? Sương lắm. Quỳnh nó đem lên nóng nóng đây. Con cá mai nướng khi nãy nó bị xúc cái cây ra mọi người, thành ra là nướng nó không được đẹp. Ăn đi Quỳnh. Anh có ăn cá không? Không ăn hả? Ăn nè Quỳnh. Có Mai với Quỳnh ăn à? Giang không ăn, con cá này nó bự quá không ai ăn hết. Ăn thử đi xem ngon không. Mà con cá nướng thì nó chỉ có vậy thôi mọi người. Chấm gớp, mời mọi người ăn cá nha. Mưa nó cay, cá nhiều xương ha. Xương nhỏ mà. Ừ. Mấy xương nhỏ đầy luôn. Một miếng cá vậy là bên trong là đầy xương luôn. Ăn dễ nha, xương nhiều quá. Quá nhiều xương không? Con cá này là phải ăn từ từ. Nghe chấm... chứ mùi khói khói. Đúng rồi, hồi nãy nướng lửa mà nghe mùi khói đúng rồi. Chấm muối ớt nè Quỳnh, muối ớt cay cay. Cá này thật nó ngon thiệt ha. Ôi dính cá mọi người ơi. Không biết dính cá gì đây, cá gì vậy? Ôi đang ăn cái anh sang móc lên được con cá, con cá chạch. Con gà á, nó đầm. Đây. Ôi, đã. Quên tóm ra cái lượng nhỏ. Móc mồi nó chết. Được con cá chạch. Cần này cắm lâu chưa ta? Mới để cách nửa tiếng. Lâu rồi. Được con cá chạch. Nhưng mà mấy cái cần kia nãy giờ cũng lâu hơn cần này chứ ha. Cần này cần nhỏ của con Văn nè. Được con cá chạch. Lấy cái lượng nhỏ nhỏ cho. Bây giờ là được hai con mọi người. Con cá Mai đang nướng với một con cá chạch khi nãy. Con này thì nó ngon thiệt đó, nhưng mà con cái nó nhiều xương quá. Xương quá trời xương luôn. Đây là anh Sang sẽ bắt đầu ướp thịt gà. Để một lát mình đem đi kho xả ớt ha. Đây là xả ớt với lại hành tím cũng mầm nhuyễn ra rồi. Ướp vô cái chảo này. Gà này gà đen. Mắm. Còn nước mắm cho ngon. Xào cho ngon. Cho ăn. Cho vào ăn nữa hả? Có chứ. Rồi ít thôi. Cho... Đây là bột ngọt nè. Bắt lại nha. Rồi. Cho một miếng bột ngọt okay. Vô. Khỏi muối. Ồ, không lấy muối hả? À, cho nước mắm rồi khỏi muối ha. Bỏ nước mắm vô ướp đồ ăn khi nào nó cũng rất là thơm nha. Trời, cái chân con gà này nó đen thùi luôn à. Gà này, này ta kêu là gà đen thờ mông. Ướp xong một lát nấu vào ướp ga luôn hả? Để cho nó thấm tầm khoảng 10 phút thì nấu. Rồi thịt gà cũng đã ướp xong rồi mọi người. Bây giờ bắt đầu là mình sẽ đem đi xào xả ớt nha. Này là kho xả ớt. Nhân ơi. Ở ngoài đây có gì mình ướp nấy thôi chứ không được như vậy nha. Coi kho cho anh nha. Giang kho đi Giang, bật lửa lên chưa? Cho nó to to tí. Rồi đảo đi. Đảo qua đảo lại cho nó thấm cái đi. Tại vì khi nãy nói để cho nó thấm tí á, nhưng mà mình kho liền luôn. Kho liền cho nên là đảo qua lại. Để cho Văn nó kho ha. Mai ra ngoài xem mấy cái cần câu của anh Sang. Cần nào nó dính. Quay cho mọi người coi. Ở đây có một cần nó nhúc nhích mọi người. Để cho anh Sang kéo lên thử xem có dính cá không nha.
Kéo lên thử xem cần này dính gì đây. Ôi dính gì vậy? Ôi một con cá chạch. Hai con. Đây. Con này nhỏ hơn con nãy luôn đúng không? Cỡ 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 đó. Nhỏ hơn tí á. À, nhỏ hơn tí. Rồi chắc mình nó một con cá chạch là một cái lưỡi đó. Được hai con. Cắt xác vô cái miệng đó. Ừ đúng rồi. Ủa, là khỏi tháo lưỡi luôn hả? Không, à, nó nuốt mất tiêu rồi. Gắn lưỡi khác vô hả? Ờ, gắn lưỡi khác vô. Ô, cái con cá chạch này kìa hả? Anh ghét lắm, nó tốn lưỡi lắm. Tốn lưỡi mà tốn dây nữa. Nó nuốt hai cái lưỡi luôn à. Đâu rồi, nhét vô đâu? Cái chỗ, cái giỏ đựng đâu rồi? À, bỏ ngâm dưới nước. Cái giỏ đựng cá bỏ ngâm dưới nước mọi người. Để cho con cá nó còn sống á. Nếu mà bỏ trên bờ là con cá chết luôn. Cái cần này cũng để khá lâu nè. Hy vọng một lát là kéo lên sẽ dính con cá to nha. Cũng lâu lắm rồi đó. Con đó nhỏ hơn con nãy đúng không? Chụp xuống xem thử. Đúng rồi, nhỏ hơn con nãy nè. Rồi, bỏ xuống đi. Cho con Quỳnh nó cột vô lại, được hai con. Hai con cá chạch đó thì đem về. Con kia nãy xương quá, thành ra mình mới đem đi nướng. Trời ơi, trời đen thui hết luôn rồi nè. Lát nó ăn cho em giật. Cái gì? Lát nó ăn cho em giật. Em có biết giật đâu. Cứ quay lại nó lên nè. Con thứ ba nè mọi người. Con cá chạch này Quỳnh câu. Con này bự hơn con nãy luôn. Không, cũng bằng vậy hay gì nè. Cũng bằng nè thôi. Được ba con nữa. Hình như cứ đến chiều chiều cá nó mới ăn. Mà nãy giờ là ăn cá chạch không nha. Chứ không mấy con cá kia là nó không có ăn. Con cá chạch này mình đem về mình làm gì ăn? Kho. Kho hả? Kho nghệ. Kho nghệ hả? Để từ từ thôi được. Đây là cái nồi gà mà. Văn nó đang kho nè. Ủa chín chưa Văn ơi? Hết ga rồi hả? Hết ga rồi, thay bình ga mới đi. Con gà này nó mỡ quá à. Nè. Trời ơi. Nguyên cục mỡ luôn gà này. Nhiều mỡ quá. Để nhăn nó thay ga mới, hết ga rồi. Phải tho cho nó mềm mềm tí. Mà gà này cũng mềm rồi. Trời ơi, mỡ nhiều ghê thiệt chứ. Bỏ cái chân của nó xuống cho nó kho, cho nó mềm cái chân của nó. Bối bối là khoái cái chân gà lắm nè. Rồi, thêm một để con cho cá nữa, kéo đi Quỳnh. Mất tiêu phao rồi. Ôi nó gỡ dướng. Từ Quỳnh, dướng, dướng Quỳnh. Gỡ cho, cho anh Sang kéo, anh gỡ đi. Ủa cái cần này cần che hả? Ừ. Dạ tính ra cái cần che nó còn dính cá hơn là cái cần máy nữa đó. Anh Sang phải xuống cái kia gỡ. Nó bị dính cái lục bình đó. Phải không? Rồi Quỳnh này nó xảy đôi. Chặt nó hay nằm á. Ôi nó giật nó kìa. Cho nó nuốt lâu. Cho nó nuốt lâu. Giật sốt quá. Nó chưa có ăn nữa. Vừa để xuống thôi là nó giật cái cần câu của mình. Giật giật này. Sợ cá trắng á. Ở đây yến nhiều ha. Quá trời yến. Mọi người nhìn xa xa. Yến uống nước á. Quá trời luôn. Vừa có mai ở đây uống câu. Đầu kia thì có một cái nhảy. Cái mồi nhỏ xíu nữa. Quỳnh lấy lửa cái bút mồi nhỏ đó Quỳnh. Con này con cá chạch nhỏ. Nó nằm im ở chỗ đó luôn á. Thả xuống nó giật liền à. Mọi người để ý nha, một lát là nó giật tiếp á. Mai canh ở bên kia nhưng mà bên này nó lại dính cá. Dính không? Được rồi nè. Không, giật, giật không? Đi thôi, anh giật đi. Em không có giật đâu. Mai không dám giật. Nhiều khi sợ không giật được. Đâu? Ôi, được một con cá nữa. Đây. 4 con. Nãy giờ câu được mấy con là mai đếm 4 con. Chạch em bé. Mấy chạch này chạch nhỏ nhỏ không à. Đây, đã chưa. Ôi, ôi, nó nhảy kìa. Cái nón cầm mình không, nó đâm ghê lắm. Rồi chứ. Con này. Nó dậy dữ rồi trời. Nó sung quá.
Mai đứng đầu kia canh cái cần cùng Quỳnh, mà cần ở đây của anh Sang ăn. Rớt hết trơn luôn rồi. Trời ơi, nãy giờ 3 con rồi trong đó. Chuối hết 2 con luôn rồi. Nè, nó bị rách mọi người ơi. Còn có đúng con một mà trời. Nãy giờ công tình câu. Mai tưởng được 4 con, nãy giờ Mai câu câu được mấy con là Mai đếm mấy con á. Rồi rách. Còn đúng duy nhất một con một à. Ưng con cá nữa. Đó. Đó, thêm một con nữa. Sậy 2 con, dính đựng con. Cái tập này bị sậy mà. Ừ, cái con này dễ dàng hơn nó, con nãy ha. Nó sậy nó không ăn câu nữa đâu. Đây nè. Con này là con khi nãy anh Sang câu dính nè. Đậu vòng. Cái này về nhà mình mừng mình mới tách cái lưỡi nó ra ha. Nó nuốt luôn rồi lưỡi. Nó nuốt chận lưỡi luôn rồi. Cái chặt này hao lửa lắm. Buộc cái chặt vô để lát mất nữa. Được 2 con đây nè. Cái chặt này anh Sang kêu đem về nhà đem đi kho nghệ mọi người. Nếu như mà không mất 2 con nãy là được 5 con đó. Coi kỹ kỹ đi xem có đất không. Bây giờ là mình sẽ đi ăn cơm nha. Ngồi đâu? Ngồi ngoài đó luôn cho trống, hay ngồi đây. Ngồi đây đi. Hồi chỗ này nè, chỗ này nó cao nó bằng nè. Thịt gà kho xạ. Anh cẩn thận nha, nóng. Đây, thịt gà kho xạ ớt. Rất chi là ngon luôn, thịt gà rồi Mai đem từ ở nhà ra. Có món một à. Với ăn với muối ớt, chén muối ớt nha anh. Đây là nồi cơm. Nồi cơm của Nhân nấu nè. Đủ chén không Nhân? Ăn tính ăn cơm mà dính thêm một con cá nữa. Thêm một con cá chạch nữa. Hình như là câu mấy này toàn cá chạch không à ha. Mình câu gần bờ cá chạch nhỏ đó. Gần bờ là cá chạch nha. Nhưng mà xa xa thì là cá lăng. Còn mà mọi người muốn câu cá sát nữa là mình phải quăng xa hơn nữa. Thêm một con nữa. Đang tính dọn cơm ra ăn. Dọn ra đầu kia ăn cho nó thoáng. Cắn hả? Cắn bé chưa? Rồi. Cắn cái một đứt luôn à. Cắn cái mọc. Lấy cho anh cái lưỡi Quỳnh ơi. Câu mấy con cá này mỗi có một con là một cái lưỡi. Gà nó mập lắm. Bây giờ là để Sang kéo thử cái phần này xem là có dính cá hay không nha. Khi nãy là Mai có cái gắn cái mít đó nhưng mà cái mít thấp bên nè. Trời ơi, trướng rồi. Trướng hả? Bị dướng dây vậy? Dướng cá kìa. Mè dướng. Dính
dính được một con cá. Được một con cá mày dính giống như khi nãy nữa. Đây, con này đốt lửa lên nướng tiếp. Ủa, xương không à? Khi nãy ăn con kia xương quá trời xương luôn. Tiếp thêm một con nữa. Kệ nó đốt lửa nướng tiếp đi. Quỳnh sổ cây nướng luôn đi Quỳnh. Bỏ uống. Cho con quỷ này bắt con cá. Tiếp con cá. Mất thời gian nữa. Coi nướng cái cần rồi. Của anh Sang ở nướng hả? Nướng luôn đi. Không ai ăn đâu. Để làm gì? Kệ nó nướng đi. Đi được mà. Để lại cái dép đi. Lại sao đi. Bước ra ngoài đây xuống. Bây giờ là mình sẽ đi câu chỗ khác. Mọi người coi mấy con yến kìa, nó bay lơ lửng khắp mặt nước luôn. Đợi anh Sang bóc xong cái mồi này xong rồi mình lại chạy vô trong. Ở đây nhiều yến ghê luôn, quá trời yến luôn. Móc cái này tối mình đi thăm hả anh? Xíu thăm. Xíu thăm hả? Cái này dính cá gì đây? Nếu mà mình móc này chắc dính cả mè dinh. Rồi thêm cá chạch mình sẽ đi vô nha. Cái trần câu đâu ta, nó không thấy ta. Rồi nó giống như vậy. Thôi thôi. Ở đầu này cứ bụi lục bệnh tốt con cá lăng. Con này là con cá lăng đá. Lần đầu tiên Mai thấy con cá lăng đá luôn mọi người. Thấy con cá lăng đá mà cá lăng đá còn sống nha. Đây. Con này mấy lạng à. Đẹp ha. Trời đẹp quá trời luôn nè. Nhìn cái màu nó đen đen, nhìn nó giống như nó bị dơ vậy. Không có nhớt à? Không có nhớt ha. Nước lưỡi à. Giống con cá lăng đá ở trên kia anh bắt không? Đi hệt luôn mà nó nuốt lưỡi rồi. Chỗ này đâu ai bắt mà nó nhậu. Nhậu hả? Nó nuốt lưỡi rồi. Nuốt lưỡi hả? Không sống nổi. Trời mưa sắp tới rồi. Đen thùi hết luôn à. Đây phía trước kia là nhà Mai, ở đầu kia là mưa luôn rồi đó. Trời ơi mày chín nữa. Anh Sang kéo lên được một con cá nữa nè. Con cá mày dinh. Ủa con cá nãy Quỳnh nướng chín chưa Quỳnh? Đâu rồi? Quỳnh ghét bếp con cá kia luôn à. Đây là gì? Phao đèn hả? Phao đèn. Để buổi tối mình câu nó thấy không? Nó sáng nè. Nó đâu? Dạ quang nè. À nó lên màu dạ quang hả? À. Nè Vắng ơi. Vắng, tôi vắng. Tối rồi mọi người. Vắng đây chứ tối mình không thấy được, nó ăn mình không thấy được. Sáng đó, coi vậy chứ tối buổi tối sáng. Quỳnh nó nướng con cá nãy giờ chắc nửa tiếng mồ quá. Nó ghét cao quá. Mới được thêm con nữa. Mọi người nhìn xa xa thì thấy mấy cái kia sáng là cái phao đèn để câu cá. Một cần, hai cần, ba cần, bốn cần, năm cần. Sáng năm cần. Giờ tối là anh Sang bắt đầu quăng. Ở đây là cột một cái đèn pin. 7 giờ tối rồi, 7 giờ mấy luôn. À 6 giờ mấy. Hôm nay đi câu cá thì được hai con này đang nướng. Bây giờ thì dọn đồ đi về ha. Tối thui rồi, trời cũng sắp mưa đến rồi mọi người. Ở đây là cũng đã dọn đồ hết rồi, tối quá thì mai không có quay thì không có thấy, không có đèn pin. Lượm hết áo phao này kia chưa? Anh Sang gỡ mấy cái cần đó rồi mình đi về nha. Ủa cá đâu à, được bao nhiêu con? Lấy chưa? Khi nào đi mới lấy lên hả? Được nhiều cá chặt nhất. Trời luôn á. Đựng ký mấy á ha. Con sậy nữa. Sậy hai con. Thôi bây giờ thì dọn đồ tranh thủ đi về nha. Mai cũng tạm dừng clip đến đây. Quay đến đây thôi mọi người. Hôm nay thì đi câu cá thì không có được bao nhiêu con hết á. Tại vì câu cá thì hên xui à. Lúc được nhiều, lúc được ít. Mình phải kiên trì ở lại qua đêm á thì mới có cá nhiều thôi. Còn mình câu từ trưa bắt đầu thì mới đi. Trưa 2 giờ chiều á.
chứ chưa 1 giờ 2 giờ chiều đi đến bây giờ là 6 giờ mấy gần 7 giờ rồi. Giờ thôi mai cũng đi về nha.